Kỷ Nguyên Hải Tặc tung update đặc biệt đấu trí đại chiến với giải đấu liên server mới toanh và hàng loạt tướng mới như Queen Dịch Bệnh, Luffy Snakeman và Nami S2. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyênhảitặc.com nhé! Những chi tiết vô lý nhất không có lời giải thích trong One Punch Man. Xin chào 500 anh em đã đến với channel của Weebu Never Die. Chúc anh em có một tuần học tập và làm việc thuận lợi nhé! Có anh em nào đã tiêm vaccine chưa nhở? Tình hình Covid hiện nay của nước ta hiện vẫn chưa khả quan mấy. Hiện tại thì phần lớn anh em trong số chúng ta vẫn còn phải ở nhà. Dù biết là ở nhà lâu ngày thì cũng chán, nhưng mà anh em hãy cố gắng cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách tuân thủ quy định của nhà nước, thực hiện thông điệp 5K, hạn chế ra ngoài hoặc là phải đeo khẩu trang đấy nhá. Trong bộ truyện One Punch Man, nơi bao gồm những phân cảnh chiến đấu đỉnh cao, các màn gáy cực khép, những pha quay xe điêu luyện và một đấm cắt cảnh của các nhân vật, anh em có bao giờ tự hỏi trong truyện có lúc nào xuất hiện những điều vô lý mà trí thông minh thuộc tầm IQ 200 của anh em cũng không thể nào giải thích, đọc đi đọc lại N lần vẫn không hiểu hay không? Hôm nay mình sẽ lên danh sách 7 chi tiết vô lý nhất trong One Punch Man. Mình sẽ cho anh em ít giây để suy nghĩ xem bản thân biết được những chi tiết vô lý nào trong bộ truyện này. Nói trước cho anh em biết là mình sẽ sủi phần giải thích nhé. 3 cái chi tiết vô lý đó chắc chỉ có ông Einstein mới hiểu được mà thôi. Mình vẫn còn non và xanh lắm anh em ạ. Thôi, không lòng vòng với anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Một, giáo án 3 năm của chùm phản diện. Mở đầu trong danh sách này sẽ là một thông tin mà anh em nào theo dõi One Punch Man cũng sẽ biết. Đó là các bài tập 3 năm của chùm phản diện Saitama. Trong một cuộc dạo chơi đến ngôi nhà của thời đại mới, Saitama và Genos đã đụng độ với một con quái vật bọ hung, Kabuto, kẻ mạnh nhất trong số các thí nghiệm của Genos. Kabuto được info rằng Sai Hói là một đối thủ rất mạnh nên đã gửi lời mời đấm nhau ở sân đấu được thiết kế cho các vật thí nghiệm, combat và lấy thông tin nghiên cứu. Mặc dù Kabuto là quái vật rất mạnh thuộc cấp độ thảm họa Dragon, so với sư cọ thì hắn đúng là tuổi tôm. Thấy được mùi như đòn sau khi nhá một đấm vào đầu Thánh Sai nên Kabuto đã xón cả ra quần. Hắn hoảng loạn yêu cầu chùm cuối là một bài phân tích về chế độ tập luyện của anh, một cái giáo án mà đến cả Genos và đệ tử của anh chọc cũng muốn biết. Tất cả những gì anh em mình nhận được là gì? Hít đất, gập bụng, squat 100 lần, chạy bộ 10 cây số, nói không với điều hòa, tập mỗi ngày và đặc biệt nhất là 3 năm sau không chọc đầu, không lấy tiền. Các bài tập của anh nghe lộn xào vờ lờ. Đến tiến sĩ Genos với 200 năm cân bằng hệ thống sinh học còn éo tin thì thằng đầu to nhưng óc nhỏ Kabuto làm sao mà lọt tai được. Vì một số lý do nào đó, giáo án 3 năm của Saitama đã buff cho Kabuto sức mạnh tinh thần lớn đến mức máu liều nhiều hơn máu não. Hắn đã bật mốt cuồng sát 7 ngày, không gàu không ngứa, quyết ăn thua đủ với Saitama. Cuối cùng bị anh Hói từ thiện cho một tấm chiếu để đắp cho nó đỡ lạnh. Đối với cái giáo án 3 năm của Sai Hói thì nói thật với anh em nhé, bởi vì nó nên chưa bao giờ mình ngưng gọi Saitama là hack cả. Cái giáo án đó mà mang đi dạy, chắc học sinh nó đấm mình không còn cái răng ăn cháo mất. Méo biết thanh niên đầu chọc xài bản hack xịn như thế nào, nhưng mà cho đến hiện tại anh vẫn chưa bị ban. Bản thân vẫn sống khỏe, sống đẹp, thậm chí còn đi dạo tàu vũ trụ, đấm vào mồm tất cả các thuyền viên, cho Boros xanh cỏ, nhẹ nhàng hốt mạng Goketsu và giết trưởng lão, đấm quái vật Orochi banh xác, cày thuê cho vua trò chơi King đại đế lên thách đấu và vẫn làm chúa tể săn siêu khủng. Các bài tập luyện của Saitama thực ra vẫn có người làm thử. Các YouTuber hệ tập gym đã quyết tâm tập theo lời dạy của anh Hói trong một thời gian ngắn. Ừ thì kết quả đúng là 6 múi thật, nhưng mà chẳng có cái rank thách đấu nào cho anh em múc dễ thế đâu. Anh em muốn mạnh như Saitama ngoài đời thực chứ gì? Thế thì chỉ có một cách thôi. Nếu có thằng nào bên ngoài vũ trụ đang điều khiển anh em trong server trái đất ý, thì bảo nó nạp lần đầu đi. Không thì có cái nồi mới lên được top 1 nhá. 2. Áo ba lỗ phép thuật của Tank Top Master. Đi cùng với sự nổi tiếng của một anh hùng, không thể thiếu ngoại hình và skin mà họ mặc trên người. Đương nhiên là mình không nói đến nhà làm game nào đó với số skin trời đánh và chuyên promo con game MOBA bằng cinematic nhá. Thực ra thì cái sự kiện đại suy vong nó khắm thật anh em ạ. Toàn là skin, chế độ chơi mới của mình đâu. Trong One Punch Man, việc ra đường mặc skin gì với Tank Top Master cũng không phải là ngoại lệ khi thanh niên này có quả áo ba lỗ rất chất lượng. Không những mặc cho nó thoáng mà còn là áo bền ba đời không có đối thủ. Để nói về áo ba lỗ của Tank Top Master, anh em ai cũng đã biết nó bó đến mức độ nào rồi. Tank Top Master thường cho rằng chiếc áo đã buff cho anh sức mạnh lớn. Ba con game mà đồ càng thiếu vải thì càng mạnh anh em ạ. Nhìn cái giáp vải lộ thịt lộ ra mà sức thủ đến mấy nghìn.
Còn con hàng bằng sắt trang bị tận răng từ đầu đến đít mà nó cho có mấy chục điểm. Thế là thế éo nào? Trong trận chiến với Führer Ugly, Tank Top Master đã quyết ở lại thử sức chịu đựng với bộ moveset của tên quốc trưởng xấu xí. Hậu quả là anh bị hắn ao trình về mặt chiến đấu. Führer Ugly đã mở show truyền hình vua đầu bếp, trổ tài đấm thanh niên máu trâu nhất xóm thành thịt dã chày và cho thằng đồng đội găm ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên, Tank Top Master đã được cụ Bang cứu thoát kịp thời. Nhờ vào chiếc áo thần kỳ, Tank Top Master đã thành công sống lại một cách rất kém thuyết phục. Nó còn vô lý hơn cả pha cứu sống nạn nhân bị bắn headshot vào đầu của mấy anh Ấn Độ ấy. Ngoài ra, Tank Top Master còn có một chiếc áo khác với thường ngày của mình. Một chiếc áo ba lỗ bó sát người phiên bản thuần chiến có thể giúp anh chống lại được một thảm họa cấp rồng Heavy Smoker. Chiếc áo ba lỗ chiến đấu của anh bó chặt đến mức khiến Tank Top Master không thở được. Tuy nhiên, nó lại buff cho anh sức tấn công để lấy ít đêm từ con quái vật. Không biết cái áo ba lỗ có dán bùa ngải gì không, chứ nhìn chung Tank Top Master vẫn trâu bò lắm. Trong tình trạng ăn hành đến mức nào cũng vẫn có thể thở được. 3. Sức mạnh của Phoenix Man. Trong trận combat tổng giữa Hiệp hội Anh hùng với Hiệp hội Quái vật, các anh hùng cấp S đã có một thời gian rất khó khăn để đối phó với các thảm họa cấp rồng. Những trận chiến của các dân chơi top server rất kịch tính. Trong đó có một trận mà cá nhân mình cảm thấy tâm đắc nhất là cuộc chiến giữa Tiểu Bá Vương với Phoenix Man, một con quái vật đã từ cấp độ Demon tiến hóa thành Dragon nhờ vào một kỹ năng đặc biệt rất là bố đời, đó là tái sinh. Đây cũng là cuộc chiến tốn tiền giấy A4 của bác Murata nhất khi được sửa đi sửa lại đến tận 3 lần. Phoenix Man đã đứng lên chống lại Tiểu Bá Vương suốt 158 trang, đủ để thấy nỗ lực của bác Murata sau khi buff con Phượng Hoàng lên một đẳng cấp mới là như thế nào. Phoenix Man có rất nhiều hình thái rất là rời ơi đất hỡi, khi cứ skill nào Tiểu Bá Vương tung ra là hắn lại cao thở được. Phoenix Man có rất nhiều kiểu biến hình rất là điêu, bao gồm lốt diều hâu 6 múi, chim ưng, chim cánh què và một con gà con bình thường. Sức mạnh của hắn cũng rất là ảo ma, tuyệt chiêu nào của Phoenix Man cũng ảo lòi con mắt. Ở chế độ nào có kỹ năng gì thì xài kỹ năng đó, chứ nó chả liên quan cái vẹo gì đến năng lực của bản thân hắn cả. Phoenix Man còn có khả năng tâm linh giúp thông chốt và liên lạc giữa hắn với Tiểu Bá Vương nhằm thi triển dẻo mồm chi thuật, thuyết phục thần đồng cấp 1 về với đội của mình. Đặc biệt nhất chắc chắn là ở chiêu ulti của hắn, Phoenix Man có thể kích hoạt Monster Reborn bất cứ lúc nào, làm sống lại toàn bộ cư dân lòng đất và cả hai ninja Hellfire và Gilwin. Quả skill này của hắn khiến cho nền khoa học năm 2077 phải gọi bằng ông cố nội vì mức độ ảo tung chảo mà con hàng Phượng Hoàng tạo ra. Túm cái váy lại là bộ skill của Phoenix Man còn điêu hơn cả số lý do người yêu cũ bỏ anh em đi theo thằng khác nữa. Về khoản này thì Weebu Never Die mình xin chào thua, mình không giải thích được đâu. 4. Saitama đấm vào không gian tâm linh. Lại là một tình huống hết sức vô lý nữa đến từ vị trí của Thánh Chọc trong trận chiến giữa Tiểu Bá Vương và Phoenix Man. Trong hiệp 2 của cuộc chiến, Sai Hói đã gặp được Tiểu Bá Vương khi đang du lịch Water Park Đầm Sen, được tổ chức một lần duy nhất dưới lòng đất của Hiệp hội Quái vật. Anh đã đảm nhận công việc đứng nhìn, phát chiếu cho quái vật, tiện thể bước vào không gian tâm linh của Phoenix Man với vẻ mặt giả ngu level max. Cụ thể là khi Thánh Sai đang đứng nhìn trận chiến giữa Tiểu Bá Vương và Phoenix Man, chùm cuối đợi mãi mà chả thấy đánh đấm cái gì, chỉ đứng im như pho tượng. Cũng bởi vì nghe được có tiếng gì đấy vo ve trong đầu nên là Saitama đã nghĩ rằng Phoenix Man đang cà khịa quả đầu chọc của anh bằng 50 sắc thái khác nhau. Anh Hói đã thử cách gõ đầu để bước vào trong thế giới của Phoenix Man. Phượng Hoàng phiên bản tâm linh đã khó hiểu rồi, lại còn gặp ông thần chọc hệ pháp sư Trung Hoa, làm mình đứt hiểu sức mạnh của Sai Hói nó thuộc cái tầm nào luôn ở trong vũ trụ nữa anh em ạ. Không những thế, chùm phản diện còn ngứa mồm giảng triết lý cấp tốc gồm một đoạn văn dài 20 từ khiến cho hắn bỏ ngay cái ý nghĩ dụ trẻ con ăn tế bào quái vật trong không gian tâm linh. Mình từ chối hiểu đoạn này, cố giải thích chuyện Sai Hói đấm cả tâm linh theo khoa học thì kê mấy liều Panadol uống cũng không hết chóng mặt đâu anh em ạ. 5. Tắm dung nham, súng nước nghiêm túc. Với anh Chọc là không có gì anh không thể chinh phục được. Không những có được sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo, Sai Hói còn có một nội tại rất là mang tính hủy diệt nồi cơm điện khi anh thực hiện động tác ngâm mình trong dung nham. Khi vua quái vật Orochi cảm nhận được sức mạnh của thanh niên Hói, hắn đã đích thân mời anh làm một chuyến phiêu lưu vào lòng đất. Orochi đã lôi Sai Hói theo xuống một nơi tạm gọi là đền thờ cổ dưới lòng đất, nơi có tồn tại một bia đá vẽ minh họa cảnh hắn ta đang được con người cống nạp lễ vật. Hắn ta đã ngộ ra được chân lý đời mình, đó là phải tìm thằng nào mạnh, gạ kèo choảng nhau rồi tế nó lên. Phải vậy thì hắn mới được tái sinh thành một thực tại tối cao nhất.
Ấy thế mà sau một hồi tóm tắt cốt truyện cô dâu 8 tuổi các kiểu, thằng đầu hói rốt cuộc không lọt một chữ nào vào đầu. Vì là vua não ngắn, thấy cái hồ dung nham siêu to khổng lồ trước mặt là biết ngay. À, thì ra là rủ đi tắm bồn. Anh chọc quyết định cởi nhảy xuống dung nham. Thậm chí sai hói lúc đó còn hỏi Orochi có cục Lifebuoy không bén lửa hay không nữa. Kiểu gì? Hành động của ông thần đầu thiếu tóc, thiếu cả chất xám này đã khiến cho Orochi cay cú. Hắn thực hiện 7749 kiểu căng cơ đít gồng cơ mông ra mà trưởng anh. Tuy nhiên, kết quả của một pha chơi ngu là Orochi bị đánh cho không còn cái nịt. Sai hói one hit đối phương, mặc lại cái quần rồi ra về. Một chi tiết khác có thể kể đến là tuyệt chiêu xuống nước nghiêm túc, chiêu thức mà Saitama đã nghĩ ra trong lúc tắm bồn. Điểm giống nhau duy nhất của chiêu thức này so với các skill mà anh hói đã trình diễn từ trước là mức độ nhà quê của nó. Nói thật với anh em chứ, đặt tên thế này khác qué gì hồi xưa mình được đặt tên là Teke đâu. Nhìn lại đại ca Boros còn đặt tên cho chiêu ulti là tinh cầu pháo diệt trưởng, nghe mà thèm rõ rãi. Đẳng cấp đặt tên nhìn phát là biết ngay dân chơi, chứ ai đời như chúa tể đặt tên Saitama, quả tên nào cũng bần không thể chịu được. Thôi, mình than thở chỉ đến thế thôi. Thú thực là súng nước nó vô lý kinh khủng anh em ạ. Nếu anh em không biết thì súng nước của Saitama phải cần một lực cực kỳ lớn để làm phế nút R của Orochi. Cái này với anh hói thì dễ như ăn cháo. Tuy nhiên có anh em nào tự hỏi bàn tay 5 ngón của anh chọc bắn được cả chục lít nước kiểu gì hay không? Tí nước bồn bắn lại được năng lượng của cả trái đất. Dùng skill ảo ma thật. Hiệu ứng phải thuộc hàng ông tổ phim hành động Ấn Độ luôn ấy. Nói chung mà nói, đây là skill đầu tiên của Sai đã vượt qua được cảnh giới cho khoa học hiện đại hít khói. Trước đó có mấy con hàng nghe vẫn chấp nhận được, nhưng mà đến bộ skill này thì thôi mình chịu rồi. Vào đấu trận liên minh nhường ông ba lên cho ông đi hết. Ông chơi một mình cơ mẹ nấu luôn đi. 6. Quân của Tatsumaki. Một bí ẩn lớn nhất của bộ truyện One Punch Man, thứ mà không biết bao nhiêu anh em phải lên bờ xuống ruộng, lục lọi khắp 200 chapter của manga chỉ để đi tìm món thần trang trong truyền thuyết, đó chính là quần của chị hai Sony 21 inch bão tố kinh hoàng Tatsumaki. Ở cái tầm của Tatsumaki, anh em lại tưởng nhìn thấy nhưng mà lại éo thấy. Thế nó mới điều luyện chứ. Việc Tatsumaki có mặc quần hay không, bản thân tác giả xác nhận là có, nhưng mà lúc bác Murata vẽ thì nó cứ ảo ảo thế nào ý anh em ạ. Mặc dù là cho đến hiện tại, trừ chúa tể của những chiếc lắc kinh đại đế ra, chưa một ai trong server của One Punch Man có thể được nhìn thấy Tatsumaki với bộ trang phục thiếu vải mặc cái gì khác bên trong cả. Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là góc vẽ của bác Murata mà là độ ảo lòi của chiếc váy. Phải nói rõ với anh em là ba đời dòng họ nhà mình chưa một ai từng thấy cái váy nào phản vật lý đến như thế. Lúc tà váy phất cờ lên là đúng vòng ba bị dính chặt lại vào người. Nhờ vào trình độ vẽ gái thượng thừa, bác Murata đã khiến cho anh em chúng ta cay hết lần này đến lần khác vì những nét vẽ rất uyển chuyển nhưng cũng không kém phần gợi đòn của Murata. Mình thề với anh em, đây là lý do duy nhất khiến cho mình ủng hộ Fuller Ugly, vì hắn xém chút nữa là unbox được thần trang huyền thoại rồi. Cày cụ bang vãi trưởng mà chẳng biết làm thế nào được cả. Thôi thì mình chắc chắn rằng anh em sẽ không bao giờ được nhìn thấy quần của Tatsumaki trong chuyện bản đẹp đâu. Khá là chắc kèo luôn. Còn về mấy cái chuyện gì mà anh em đọc bằng một tay thì mình xin cáo từ, mình không biết nhá. 7. Con muỗi. Chi tiết vô lý đến mức không một câu từ nào trong từ điển tiếng Việt có thể diễn tả được hết mức độ vô lý của nó. Đó là con muỗi. Con muỗi này xuất hiện trong tập 2 của anime và là đối thủ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có thể sống sót sau tất cả các tuyệt chiêu của Saitama. Tuy chỉ là một con muỗi bình thường nhưng nó lại được buff cho một cái nội tại né phải thuộc đẳng cấp ông tổ của skill né đòn. Nó có thể bật được full Ultra Instinct tuyên bố sai hói tuổi tôm sau 69 hiệp đấu. Ngoài ra nó còn gây được 3 đêm lên thánh sai khiến cho áo choàng hói cay cú cực độ. Con muỗi đó còn có tuyệt kỹ tốc biến, nó bay nhanh đến mức sai hói hít đất, cầm thần khí bình xịt muỗi mà đuổi theo không kịp. Thật không phải xạo kè với anh em chứ, mình sẵn sàng tiến con muỗi này lên cấp gót vì những phân cảnh mang tính logic âm vô cực mà con muỗi này đã trình diễn trước mặt đấng hói Saitama. Trên đây là 7 chi tiết vô lý nhất không có lời giải thích trong One Punch Man. Anh em đúng được chi tiết nào rồi? Có thấy điểm gì vô lý trong chuyện nữa không? Anh em hãy mạnh dạn bình luận vào trong mục comment nhé. Anh em hãy cố gắng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, tuân thủ quy định về phòng chống dịch của nhà nước. Hãy thực hiện thông điệp 5K, nhớ rửa tay thường xuyên, hạn chế ra ngoài hoặc là đeo khẩu trang. Và hẹn gặp lại anh em trong các video tới nhé. Và sau đây sẽ là chuyên mục góc comment của số này. Bạn Phong đột quỵ. Anh hói mang danh main mà sao ít đất diễn quá. Nếu sai hói thò đầu ra liên tục thì chắc cái One Punch Man này xong từ tập 1 rồi bạn ạ.
làm một cái vèo là xong, hết chuyện. Bạn Hiếu Trần Bích, combo cấp hổ nhưng còn mạnh hơn khối thằng cấp quỷ. Có một số bạn hỏi tại sao không thấy combo trong danh sách quái vật quỷ mạnh nhất, nên mình sẽ trả lời chung trong comment này luôn. Cho anh em nào chưa biết thì combo Infinity là một quái vật cấp hổ chứ không phải là cấp quỷ, xuất hiện trong tập 6 của anime. Vấn đề này đã được xác minh bởi One trong quyển sách Bách Khoa của One Punch Man. Hơn nữa, combo còn là một trong hai quái vật cấp hổ có thể solo với một anh hùng cấp A có thứ hạng thấp. Combo có thể đánh cho cậu vàng và GMF mùa xuân bất tỉnh nhân sự. Và kẻ còn lại là Marshall Gorilla. Hắn đã đánh bại Cong Tạ Tấn, anh hùng Class A rank 34 nhá. Bạn Quan Quan, nếu sai ăn tế bào quái vật thì sao anh? Thì mình lo mà đi mua chiếu nha em.